Đại Phụng đã canh nhân chương 1940, hai đoạn chuyện của ba. Lúc này, cửu vĩ thiên hồ nhìn về phía hứa thất an, nói. Hùng vương đâu? Hứa thất an vương bàn tay, lòng bàn tay ngưng tụ ánh sáng vàng, hóa thành một tòa tháp nhỏ màu vàng bỏ túi linh lung. Nó bị thương chút, ngủ say ở trong tháp, ta đã dùng dược sư pháp tướng chữa khỏi vết thương cho nó. Đang nói, hứa thất an biến sắc, con ngươi hơi co lại. Làm sao vậy? mọi người hỏi ta tựa như biết phật đà vì sao phải ăn pháp tể bồ tát rồi hứa thất ăn hít sâu một hơi nhìn quét một vòng trầm giọng nói có cái chi tiết các ngươi cũng chú ý tới hắn tựa như không thể thi triển tám đại pháp tướng ngoài đại nhật như lai pháp tướng hắn ăn pháp tể bồ tát điều thật sự muốn là lực lượng đại trí tuệ pháp tướng hắn cần đại trí tuệ pháp tướng để giữ tỉnh táo không cho bản thân hoàn toàn biến thành quái vật không có lý trí phán đoán này làm người ta nghĩ kỹ mà sợ hãi lại hợp tình hợp lý phụ họa phỏng đoán lúc trước của bọn họ đáng tiếc pháp tể bồ tát chỉ còn một luồng tàn hồn không nhớ nổi quá nhiều việc hứa thất an nhìn về phía kim liên đạo trưởng việc này còn phải làm phiền đạo trưởng thay pháp tể bồ tát bổ hoàng hồn phách kim liên đạo trưởng gật đầu đáp ứng đầu của thần thù đại sư đã đoạt lại như vậy phật đà liền không có lý do tiếp tục ngủ say hắn rất có thể sẽ trả thù nam cương thậm chí đại phụng không thể không phòng bị triệu thủ trầm giọng nói chuyện này ta cần phải về tìm ngụy công thương lượng hứa thất an dây dây mi tâm mọi người tán gẫu tới khuya bởi vì thần thù cần tỉnh dưỡng khôi phục thực lực vì thế lần lượt rời khỏi đám người triệu thủ bị thương không nhẹ vốn định tạm thời ở lại vạn yêu quốc tu dưỡng một đêm nhưng hứa thất an đứng ở trên quảng trường ngoài tháp phong ấn quan sát bóng đêm một phen nói về đại phụng trước ta có chuyện muốn đi nghiệm chứng. Dứt lời, lấy ra phù đồ bảo tháp, ra hiệu bọn họ vào tháp tu dưỡng. Thấy hắn không có ý tứ giải thích, đám người lý diệu chân liền không hỏi nhiều, tung người nhảy vào trong tháp. Phành Cửa tháp đóng lại, hứa thất an ở trong tiếng nổ chói tai, như mũi tên nhọn lao về phía bầu trời đêm, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Từ thập vạn đại sơn đến kinh thành, tựa như mười mấy vạn dặm, hứa thất an chỉ dùng một canh giờ đã trở lại kinh thành thành trì hùng vĩ nằm ở trên mặt đất mênh mông đèn đuốc lác đác như sao trời càng tới gần hoàng cung ánh đèn càng dày đặc lúc hoàng hôn hoài khánh ở trong thiên địa hội truyền thư báo cho bọn họ đã đánh lùi đại vu sư tiến công khấu dương châu lấy lực lượng nhị phẩm võ phu mang độ ách la hán đánh không dám vào kinh thành chạy về tây vực sau đó đến thẳng chiến trường chính trợ giúp đám người lạc ngọc hành tiếc nuối là đại vu sư quá mức keo kiệt tính toán vừa thấy nhị phẩm võ phu thô bị đánh tới lập tức mang theo hai linh tuệ sư rút lui trận này là khấu dương châu lão tiền bối đoạt mvp hứa thất an khi nghe nói tin tức thực sự kinh ngạc thầm nhũ khấu lão tiền bối rốt cuộc cuộc khởi rồi ầm uhm. hứa thất an đáp xuống đài bát quái lấy ra phù đồ bảo tháp phóng thích lý diệu chân a tô la các siêu phàm sau đó mang theo mọi người một đường đi xuống đi về phía lòng đất quan tinh lâu. Lòng đất quan tinh lâu tổng cộng 3 tầng, tầng thứ nhất giam giữ là phạm nhân bình thường, từng một thời biến thành phòng riêng của Trung Ly. Tầng dưới chót là giam giữ cường giả siêu phàm. Tôn huyền cơ ở dưới hứa thất an ra hiệu, mở ra từng đạo cấm chế, đi tới tầng dưới chót. Công sư huynh nâng chân bước, vòng trận hào quang màu xanh hiển hóa, trong trận có thêm một con khỉ không mặc quần áo. Viên hộ pháp cả người lông rậm trắng như tuyết có chút ngượng ngùng, hắn đã quen mặc quần áo nhân tộc khi mang ngọc thể đầy lông bại lộ ở dưới cả đám người khó tránh khỏi xấu hổ tiếp theo hắn rất nhanh tiến vào trạng thái làm việc nhìn kỹ tôn huyền cơ một lát đọc tâm nói ngươi muốn gặp độ tình la hán độ tình la hán là chủ lực bắt hứa thất an lúc trước ở ung châu bị lạc ngọc hành đánh bại sau đó nữa lấy nhổ phong ma đinh làm trả giá đổi lấy một đường sống dám chính đáp ứng độ tình la hán mang hắn trấn ở quan tinh lâu ba năm kỳ hạn ba năm qua đi, liền trả hắn tự do. Hứa thất an gật đầu, từ một tiếng. Tôn huyền cơ mang theo một đám siêu phàm, xuyên qua hành lang u ám nặng nề, đến ngoài một gian cửa sắt ở cuối. Hắn đầu tiên là lấy ra một tấm gương đồng tám cạnh, khảm vào trong vết lõm tám cạnh của cửa sắt, gương đồng tựa như máy chiếu 3D, phóng ra một trận pháp phức tạp. Tôn sư huynh mặt không đổi sắc xoay, viết trận văn, mười mấy hơi thở sau, lưỡi khóa trong cửa sắt vang lên, rắc lần lượt văng ra. Trong tiếng kẹt kẹt hơi nặng nề, hắn đẩy ra cửa sắt dày nặng. Trong cửa sắt một mảng tối đen, Công Huyền Cơ lấy truyền tống thuật triệu đến một ngọn đèn, ánh nến mỏng manh xua tan bóng tối, mang đến ánh sáng vàng vọt. Trên đống cỏ khô, một vị lão tăng lông mày trắng rủ xuống ở hai má ngồi xếp bằng. Lão tăng khô gầy mở mắt ra, ông hòa bình tĩnh nhìn về phía đám cường giả đột nhiên đến thăm này, ánh mắt hơi dừng lại ở trên thân Atola và hứa thất an hai người các ngươi có thể đứng chung một chỗ xem ra trong hơn nửa năm qua bần tăng ở lòng đất bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện độ tình la hán thản nhiên nói hứa thất an gật gật đầu nói quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện độ tình la hán muốn biết sao lão tăng chưa trả lời một bộ dáng tùy duyên hứa thất an tiếp tục nói nhưng trước đó bản ngân la có chuyện muốn hỏi ngươi độ tình la hán nói chuyện gì Hứa Thất An nhìn chằm chằm lão. Ngoài thành Ung Châu, trong địa cung, cái xác cổ đó có phải ngươi giết hay không? Cái xác cổ ở Ung Châu là độ tình La Hán giết. Lý Diệu Chân, Kim Liên đạo trưởng kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Hứa Thất An bên cạnh. Bọn họ hiểu biết thắc sâu nhất đối với cái xác cổ ở địa cung, biết xác cổ vị kia mấy ngàn năm trước lưu lại, ở không lâu trước đây chết oan chết uổng. Nhưng hoàn toàn không ngờ được cái xác cổ chết thế mà còn có liên quan với Độ Tình La Hán. Atola và Triệu Thủ, cùng với Công Huyền Cơ, hiểu biết đối với chuyện này không nhiều, bởi vậy vẻ mặt không biến hóa quá lớn, yên lặng lắng nghe, muốn biết mục đích Hứa Thất An nói. Trong phòng giam, ánh đèn như hạt đậu, mang đến màu nền mờ nhạt, Độ Tình La Hán ngồi xếp bằng, dùng im lặng để đối đáp. Người xuất gia không nói dối, cho nên im lặng, có phải biến tướng thừa nhận hay không? Hứa Thất An cười cười, lúc trước trong cường giả siêu phàm ở Ung Châu, trừ ngươi cùng hai vị kim cương, tiếp đó chính là hai vị dương thần của Thiên Tông, cùng với ta và quốc sư. Hai người sau hôm nay đều có thể bài trừ, như vậy giết chết xác cổ ở Ung Châu, trừ ngươi ra, còn có ai có thể làm được. Lúc ấy xác cổ ở trạng thái bị phong ấn, tam phẩm kim cương nếu muốn giết xác cổ, cũng không tính là khó, nhưng chắc chắn gây ra động tĩnh nhất định, mà lúc đó hứa thất an quay về địa cung cổ mộ, chỉ nhìn thấy cái xác cổ bị mài đi mất linh trí, chưa từng có dấu hiệu chiến đấu kịch liệt. Có thể làm được một điểm này, tất nhiên phải có thực lực cấp độ nghiền áp, một vị nhị phẩm la hán, hoàng mỹ phù hợp. Lý Diệu chân nhíu mày nói. Nhưng ngươi lúc trước không phải nói là chủ nhân cổ mộ đã trở lại sao? Còn có, độ tình vì sao phải giết cái xác cổ? Sở thích hứng thú trên thám phá án của Lam Liên bị câu kéo lên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hứa thất an. Kế tiếp chính là phần hứa ngân la suy luận vạn người chú ý. Hứa thất an nói đùa ở trong lòng, phun ra một hơi, thấp giọng giải thích. Bắt đầu ta quả thật là nghĩ vậy, cho nên mới chưa hoài nghi đến trên đầu Phật môn. Nhưng nếu giết cái xác cổ là vị mộ chủ kia, lấy cấp bậc hắn, tu vi hắn, vì sao không trực tiếp nhằm vào ta? Ngược lại giống nhau lao đi chứng cớ, mang cái xác cổ diệt khẩu. Về một điểm này, suy nghĩ của hắn lúc đó là, chủ nhân ngôi mộ băng khoan nhân quả trên người hứa ngân la, chưa tùy tiện ra tay. Ý tưởng này đương nhiên cũng là hợp lý, lại thêm lúc ấy tu vi có hạn, kẻ địch lớn nhất là Phật Môn và hứa bình phong, cho nên hứa thất an chưa mang chủ nhân cổ mộ để ở trong lòng, ông tâm tính thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nằm yên, mà không phải vắt hết ốc đi tìm tòi. Về sau, khi tới thiên tông mang đi diệu chân, ta từ trong miệng thiên tôn biết được, phân thân đạo tôn nhân tông rất có thể còn sống ta lúc ấy liền nghĩ nếu phân thân đạo tôn nhân tông chưa chết hắn sẽ là ai đây vô tận năm tháng tới nay hắn lại đã đi đâu ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì a à, tô la nhíu nhíu mày đừng biết rồi còn cố hỏi nữa hứa thất an không để ý tới hắn phát ra tiếng hắt nói thật ra chúng ta đã sớm gặp phân thân đạo tôn nhân tông ánh mắt kim liên đạo trưởng co lại giọng điệu có chút dồn dập chủ nhân cổ mộ chính là phân thân đạo tôn nhân tông lời này vừa ra siêu phàm ở đây đồng thời cả kinh a tô tôn huyền cơ và triệu thủ chỉ cảm thấy ăn được một quả dưa lớn lại đạt được một bí ẩn viễn cổ mà trong đầu lý diệu chân thì hiện lên đủ loại chi tiết liên quan trong mộ sau khi đám người hứa thất an rời khỏi địa cung có ở thiên địa hội miêu tả chi tiết tình huống địa cung hôm nay hai bên xác minh thế mà lại ăn khớp thần kỳ Kim liên đạo trưởng thở dài nói. Bần đạo sớm cảm thấy kỳ quái, từ xưa đến nay, người độ kiếp thất bại, tuyệt không có đạo lý còn sống. Mà vị tiền bối nhân tông kia, không những sống sót, còn rút đi thân thể, lấy được cuộc sống mới. Nhìn chung xưa nay, trong đạo môn, đại khái chỉ có đạo tôn mới có thể kinh tài tuyệt diễm như thế. Hứa thất an bổ sung nói. Hơn nữa từ trên thời gian cũng ăn khớp, còn nhớ không, sở nguyên chẩn từng lật sách sử, hắn căn cứ phục sức nhân vật trên tranh tường, cùng với quy mô, khí cụ các manh mối khi hiến tế, phỏng đoán ra đó là niên đại ít nhất 2.000 năm, thậm chí càng lâu hơn về trước. Mà một bức tranh tường trong đó ghi lại vị tiền bối nhân tông kia chém vết trắng lớn, được tôn làm quốc sư, cũng có thể phỏng đoán vị trí khi đó, hẳn là niên đại hậu duệ thần ma hoành hành. Tôn huyền cơ cao mày, dùng sức ho khang một tiếng. Viên hộ pháp ăn ý triển khai độc tâm, thay thế hắn hỏi, nhưng cái đó và phật môn có quan hệ gì hứa thất an nhìn quét mọi người nói trong các ngươi có người có thể không quá rõ cái xác cổ đó ngủ say ở địa cung mấy ngàn năm thủ hộ ngọc tỷ chịu tải khí vận chờ đợi chủ nhân trở về nhưng chủ nhân nó đi một lần chính là mấy ngàn năm chưa từng trở về thẳng đến khi lệ na vào nhầm địa cung nó mới từ trong ngủ say bừng tỉnh cho đến ngày nay khí vận đối với siêu phẩm quan trọng bao nhiêu không cần ta lặp lại nhưng vì sao thứ quan trọng như thế chủ nhân địa cung lại chưa bao giờ trở về lấy a tô la trầm ngâm nói có lẽ là thời cơ chưa tới có lẽ xuất hiện một số việc ngoài ý muốn nào đó hứa thất an nhếch miệng nói ví dụ như bị phong ấn nói đến một bước này người ở đây đều nghe hiểu ai cũng trợn mắt cứng lưỡi vẻ mặt kinh hãi hứa thất an trong lời ngoài lời chỉ có một ý tứ phật đà chính là chủ nhân địa cung vị đạo nhân nhân tông kia độ tình la hán lông mày trắng giật giật khuôn mặt già nua cổ sơ khó bảo toàn bình tĩnh nữa trong ánh mắt mang theo vài phần mờ mịt vài phần hiểu rõ im lặng một hồi lâu ánh đèn lẳng lặng thiêu đốt a tô la như thở dài phun ra một hơi đánh vỡ sự im lặng thấp giọng nói đạo tôn chính là phật đà căn cứ của ngươi là cái gì việc này truyền ra nhất định ở cửu châu nhất lên sóng to gió lớn người khác chưa nói chuyện vẫn như cũ đang tiêu hóa tin tức này, cũng cố gắng tìm kiếm lỗ hổng, ý đồ lật đổ phỏng đoán của hứa thất an. Chuyện lớn như vậy, phải làm được trăm phần trăm xác nhận mới được, một chút không xác định cũng không thể có. Triệu thủ trước sau không nói gì, lắc đầu nói. Không đúng, nếu là như thế, lúc trước hắn không cần để thần thù thu phục vạn yêu quốc, trực tiếp lẻn vào trung nguyên, từ trong cổ mộ thu hồi khí vận là được. Lui một bước mà nói, cho dù phần khí vận đó không đủ, nhưng chung quy vào túi thì yên tâm hơn phật đà nếu là chủ nhân địa cung có quá nhiều biện pháp phái người thu hồi ngọc tỷ lý diệu chân cảm thấy triệu thủ nói có lý nhíu mày nói nhưng phật đà nếu không phải chủ nhân địa cung hắn lại vì sao phải phái độ tình la hán giết cái xác cổ độ tình la hán nhiệm không được mở miệng bần tăng cũng chưa thừa nhận này nữ đạo sĩ quá mức chủ quan trực tiếp nhận định hắn chính là giết chết cái xác cổ hung thủ hứa thất an nhìn về phía la hán lông mày trắng cười nói ngươi đừng vội ta từ từ nói cho ngươi nghe hắn tiếp theo nhìn phía triệu thủ trả lời nghi ngờ của hắn vậy chính là loại khả năng thứ hai thời cơ chưa tới chúng ta hôm nay có thể phán đoán ra siêu phẩm có mục tiêu mưu đoạt khí vận thậm chí vì khí vận mà chiến như vậy phật đà cất giấu khí vận này mục đích có thể nghĩ mà biết coi là một trong các thủ đoạn áp đáy hồng mọi người khẽ gật đầu tán thành ý kiến của hứa thất an còn có một sự kiện khác có thể làm chứng các vị còn nhớ hay không phật môn là khi nào cố ý độ ta vào không môn hắn hỏi phật môn đấu pháp lý diệu chân không hề nghĩ ngợi nhưng cũng ở sau khi ta xuống địa cung được ngọc tỷ từ đó về sau phật môn liền như phát điên muốn độ ta vào không môn thật sự chỉ là bởi vì đại thừa phật pháp a à, cái này mặt ngoài là vì đại thừa Phật Pháp, thực ra là muốn đoạt lại khí vận trong cơ thể hứa ninh yến. Lý Diệu chân miếng môi, lặng lẽ liếc hứa thất an một cái, có chút kính phục. Người này, sau lưng thế mà suy nghĩ nhiều như vậy, tự hỏi nhiều như vậy. Nàng còn tưởng hứa ngân la phong lưu háo sắc, mỗi ngày chỉ nghĩ như thế nào biến đổi trò ngũ hoa thần cùng quốc sư, từng, còn có lâm an. Chỉ là như vậy, còn chưa đủ chứng minh Phật đà chính là phân thân đạo tôn nhân tông, ta cũng là thẳng đến đêm nay, mới có 10 phần nắm chắc. Hứa Thất An nói. Lúc này, Kim Liên đạo trưởng thở dài nói. Ngươi là tối nay nghe thần thù nói xong chuyện của hắn, mới chính thức xác định Phật Đà chính là phân thân đạo tôn nhân tông nhĩ. Hứa Thất An cười gật đầu. Đây là ý tứ gì? Mọi người sửng sốt. Con ngươi A Tô La lại hơi co lại, thốt ra. Nhất khí hóa tam thanh. Hắn có tu hành thuật này. Kim Liên đạo trưởng gật gật đầu. Thủ pháp Phật đà phân ly thần thù, không có khác biệt với thủ đoạn chủ nhân địa cung chế tạo cái xác cổ, mà những thứ này là cách dùng đơn giản của pháp thuật nhất ký hóa tam thanh. Triệu Thủ vừa lắc đầu vừa thở dài. Lợi hại, lợi hại. Lấy cảnh giới siêu phẩm suy ngược hệ thống tu hành, một lần nữa sáng tạo ra một con đường hoàn toàn mới, tuy tương đối đơn giản, nhưng tài của đạo tôn, xưng một câu đứng đầu xưa nay cũng không đủ kế tiếp ngươi có phải còn muốn nói, nhưng cái này lại như thế nào, vẫn là bị nho thánh của chúng ta trấn áp hay không? Hứa thất an oán thầm một tiếng. Khụ khụ khụ. Tôn huyền cơ kịch liệt ho khan lấy cái này nhắc nhở viên hộ pháp bởi vì nghe quá nhiều bí ẩn, cả con khỉ đều choáng váng Hắn cũng muốn tích cực tham dự đến trong cơn bão đầu óc. Kẻ sau hít sâu một hơi, miễn cưỡng độc tâm. Ta còn có một điểm không hiểu, phân thân đạo tôn nhân tông làm như vậy mục đích là gì ở trong mắt tôn huyền cơ khối phân thân này của đạo tôn hoàn toàn là làm điều thừa bản thân đạo tôn đã là siêu phẩm tội gì cố sức không được lòng lại sáng tạo hệ thống ném bỏ thân phận quá khứ hứa thất an và kim liên đạo trưởng liếc nhau người trước cười nói ta là có phán đoán nhưng không thể khẳng định đây là việc của đạo môn để kim liên đạo trưởng tới nói đi loại cơ hội làm màu này nếu là Dương Thiên huyễn khẳng định sôi nổi giơ tay nói. Để ta tới, để ta tới. Nhưng Kim Liên đạo trưởng chỉ thổn thức thở dài, chậm rãi nói. Lam Liên, còn nhớ chúng ta từng nói, một màn độ kiếp kia trong tranh tường không? Đạo trưởng, ngươi vẫn gọi ta dịu chân đi. Phi Yến nữ hiệp kháng nghị một tiếng, sau đó trả lời. Vị đạo nhân nhân tông kia sau khi trở thành quốc sư, sáng vị đăng cơ, ngưng tụ khí vận, ý đồ bằng vào khí vận độ kiếp, nhưng sau đó thất bại. Kim Liên đạo trưởng từng một tiếng, nói. Hôm nay nhìn lại, phán đoán này là sai, hắn đã là phân thân đạo tôn nhân tông, vậy ngưng tụ khí vận liền không có khả năng là vì độ kiếp. Hắn xoán vị đăng cơ có mục đích khác, nhưng về sau phát hiện người được khí vận không thể trường sinh. Vì thế đành phải mượn dùng thiên kiếp giết chết mình, trút đi cơ thể ban đầu, khí vận nghĩ hẳn cũng là khi đó tách ra đi. Cái này Lý Diệu chân ngạc nhiên một lát, có chút không quá tin tưởng. Đường đường đạo tôn, không biết đạo lý người đại khí vận không thể trường sinh. Triệu thủ thân là người đọc sách nói. Ngươi không thể lấy ánh mắt người thời nay nhìn cổ nhân, niên đại đạo tôn sống, nhân tộc vừa mới cuộc khởi, hậu duệ thần ma họa loạn cửu châu. Lúc ấy, cửu châu đại lục bộ lạc, các quốc gia sang sát, căn bản không có khả năng giống vương triều trung nguyên hôm nay ngưng tụ ra quốc vận mênh mông đạo tôn tương đương với sờ tảng đá qua sông, không biết thiên địa pháp tắc này cũng là bình thường. Lý Diệu chân khẽ gật đầu, tiếp nhận ý kiến của ông, tiếp đó hỏi. Vậy mục đích hắn soán vị đăng cơ, ngưng tụ khí vận là gì? Nói xong, chính nàng đã biết đáp án. Có liên quan với thủ môn nhân. Đạo tôn giai đoạn sau, luôn luôn vì thủ môn nhân mà mưu tính, cố gắng, hai đại phân thân thiên địa như thế, phân thân nhân tông tất nhiên như thế. Cái này không đúng. A Tô La nhíu mày, nhìn Kim Liên đạo trưởng. Thủ môn nhân không phải có liên quan với hương hỏa thần đạo, với hệ thống thuật sĩ sao? Sao lại dính dáng đến nhân gian đế vương? Phân thân đạo tôn địa tông diệt hương hỏa thần đạo, đoạt lấy sơn hà ấn, chính là vì thủ môn nhân. Mà hệ thống thuật sĩ truyền thừa từ hương hỏa thần đạo, dám chính lại xác định là thủ môn nhân. Thủ môn nhân có liên quan với hệ thống thuật sĩ, đây là sự thật ván đã đóng thuyền hứa thất an khoát tay. Không phải mới vừa nói sao, hắn con đường này đi lầm rồi. Cái này cũng có thể giải thích hắn vì sao đi xa Tây Vực, khai sáng Phật môn. Có lẽ, hắn lần này mới chính thức đi đúng đường. Nhưng, loại thủ đoạn bóc ra khí vận này của đạo tôn, ta trái lại có thể học, như vậy có thể thoát khỏi hạn chế đoạn mệnh. Hứa thất an lập tức làm tổng kết cuối cùng. Phân thân đạo tôn nhân tông năm đó sáng vị đăng cơ, lại phát hiện người được khí vận không thể trường sinh, vì thế mượn dùng thiên kiếp giết chết chính mình, hướng tử mà sinh, thành công rút đi thể xác cũ, đi xa tây vực sáng lập Phật môn. Hắn vốn định giữ ngọc tỷ khí vận làm thủ đoạn áp đáy hòm, nào ngờ bị ta nhanh chân đến trước, vì thế lấy danh nghĩa độ hóa Phật tử, nhiều lần phái cường giả siêu phàm bắt ta. Độ tình La Hán, ta nếu không đoán sai, ngươi tới Trung Nguyên không hoàn toàn là vì bắt ta, giết cái xác cổ diệt khẩu cũng là một trong những mục đích nhỉ? Độ tình la háng sắc mặt trầm ngưng, không có lời nào để nói, chấp hai tay, khẽ niệm một tiếng. A-di-đà Phật Vì sao phải giết cái xác của diệt khẩu? Lý Diệu chân dựng thẳng lông mày ép hỏi. Phật Đà, hoặc là một trong ba vị Bồ Tát, phái độ tình la háng diệt khẩu, khẳng định không chỉ vì giữ bí mật thay Phật Đà. Loại chuyện này, người ngoài biết thì biết, cũng sẽ không tổn thương Phật môn một sợi tóc nào. Căn bản không cần thiết giết thi diệt khẩu. Độ tình la hán sụp mí mắt không nói. Hứa thất an thản nhiên nói. Không cần hỏi, vẻn vẹn một tên nhị phẩm, còn chưa có tư cách biết việc này. Vẻn vẹn nhị phẩm. Kim liên đạo trưởng, Atola yên lặng nhìn hắn một cái. Võ phu thô bỉ. Độ tình la hán thở dài một tiếng. Sớm nghe nói hứa ngân la sự án như thần, bần tăng lĩnh giáo rồi. Ngụ ý, tương đương ngầm thừa nhận chuyện mình nhận Phật môn ủy thác, giết cái xác cổ diệt khẩu. Giết cái xác cổ diệt khẩu tất có nguyên do, nhưng việc đã thành kết cục đã định, cũng không cần đi nghĩ nhiều nữa. Triệu Thủ nói. Cũng mang người ta lột trần hết rồi. Hứa Thất An nói. Kim Liên đạo trưởng, ngươi biết chủ nhân địa cung là bóc ra khí vận như thế nào không? Đạo trưởng nhíu mày trầm ngâm, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta chưa bao giờ nghe nói loại thủ đoạn này, chỉ sợ là đạo tôn giai đoạn sau khai sáng, chưa từng lưu lại dừng một chút lão nhìn hứa thất an nói nhưng tuy không quá rõ chi tiết đại thể quá trình là rút đi thể xác cũ một điểm này đối với siêu phàm đạo môn mà nói tất nhiên trả giá vô cùng nhưng cũng không phải không thể thừa nhận nhưng ngươi là võ phu nhất phẩm võ phu là tinh khí thần ba thứ hợp nhất thân thể không phải nói vứt bỏ thì có thể vứt bỏ tựa như ngụy uyên nguyên thần hắn là nhị phẩm cấp bậc nhưng thân thể lại là phàm phu tục tử điều này làm ngụy uyên căn bản không thể phát huy chiến lực mà đạo môn khác nguyên thần hoặc là nói dương thần còn chiến lực sẽ không bị hao tổn lý diệu chân an ủi ít nhất đó là một phương pháp đáng giá tham khảo nếu có cơ hội vẫn cần nghĩ biện pháp kiếm được a bên cạnh thản nhiên nói hứa ninh yến đang độ tuổi xuân không cần cân nhắc những thứ này còn nữa vu thần và cổ thần sắp giải thoát phong ấn Đối phó bọn họ mới là chuyện mấu chốt nhất. Nếu không đối phó được, vậy hứa Ninh Yến cũng không cần cân nhắc trường sinh, siêu phẩm sẽ không để hắn còn sống. Hứa thất an dây dây mi tâm, nói. Hôm nay dừng ở đây đi, có chuyện gì địa thư truyền tin. Trong bóng đêm, đạp lan thiên lộc đạp mây lành, quay về tỉnh Sơn thành tổng đàn vu thần giáo. Tòa hùng thành này hội tụ đại bộ phận cao thủ vu thần giáo, ở trong ánh trăng yên tĩnh ngủ say, bối cảnh là tỉnh Sơn hoang vắng nạp lan thiên lộc đè mây xuống bay vào vu sư điện một cây cột đá cổ điển chống đỡ khung đỉnh cao ngất lại không để đại sảnh ngăn thành mảnh nhỏ vẫn rộng lớn đến khoa trương hai bên thảm màu đỏ tươi là một hàng nến nến đỏ được đốt cuối đại điện là nền cao mười mấy mét bên trên bày một cái ghế đá thật lớn như là vương tọa riêng làm ra cho người khổng lồ bên cạnh vương tọa có đại vu sư tác luân a cổ đứng trong lòng lão ôm dê con khoác áo choàng tượng trưng vu sư tây vực tình hình chiến đấu như thế nào tác luân a cổ nhìn xuống vũ sư bước vào đại điện thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở trong cung điện trống trải nạp lan thiên lộc dừng lại ở cạnh nền lắc đầu nói thần thù đoạt lại đầu rồi phe đại phụng thành công rút lui cường giả siêu phàm hai bên chưa xuất hiện thương vong hắn mang tình hình đại chiến báo chi tiết cho tác luân a cổ nửa bước võ thần tái hiện nhân gian trung nguyên và nam cương xem như có vài phần nội tình hứa thất an đó nếu lại thuận lợi tấn thăng bước vào hàng ngũ nửa bước võ thần hợp sức hai vị nửa bước võ thần trung nguyên chỉ sợ thật sự có thể tranh phong với siêu phẩm tác luân a cổ thở dài nói nửa bước võ thần tất nhiên đáng sợ nhưng tác luân a cổ thấy ngược lại là hứa thất an cường đại không có hắn chủ đạo việc này phụ trợ thần thù kết cục hôm nay có lẽ đã khác trong bất tri bất giác tiểu nhân vật này đã trưởng thành đến loại trình độ này từ có chút danh tiếng đến cả thế gian không ai bằng hắn chỉ dùng hai năm rưỡi sống sau đáng sợ nửa bước võ thần há là dễ dàng đạt thành như vậy nạp lan thiên lộc không lo lắng chút nào bổn tọa luôn lo lắng tác luân a à cổ khẽ lắc đầu dám chính nâng đỡ hứa thất an tuyệt đối không phải giúp hắn trở thành nhất phẩm võ phu mà thôi muốn nói hắn không có lưu lại sự chuẩn bị ta là không tin nhưng Nửa bước võ thần từ xưa đến nay cũng chỉ có thần thù. Hứa Thất An muốn đặt chân cảnh giới này, ít nhất trong ngắn hạn không có khả năng. Đại Vu sư cũng không biết biện pháp tấn thăng nửa bước võ thần, nhưng xuất phát từ coi trọng cùng hiểu biết đối với giám chính, lão cho rằng giám chính nhất định có biện pháp. Nạp Lang Thiên Lộc hỏi: "Đại Vu sư, biết Phật Đà vì sao sẽ trở nên quái dị như thế hay không?" tác Luân A cổ thản nhiên nói: "Hình dạng như quái vật" vậy tự nhiên là dứt bỏ tình cảm thiếu cảm xúc làm sinh linh trong các hệ thống lớn trừ võ phu phẩm cấp càng cao càng dễ chém đi tình cảm phật đà thế mà phạm vào sai lầm lớn như vậy đối với phật đà khác thường lão chỉ có thể dùng phạm sai lầm để giải thích chém đi cảm tình là sai lầm lớn nạp lan thiên lộc yên lặng ghi nhớ tin tức này tiếp đó hỏi pháp tướng của phật đà lại là chuyện gì hắn chỉ là Phật Đà chỉ có thể thi triển đại nhật như lai pháp tướng, không thể thi triển pháp tướng khác. Tác Luân A cổ trầm ngâm một lát, nói. Ta đoán là giám chính ngày đó mượn lực lượng Nho Thánh, đã thương Phật Đà. Phật Đà thì ra sớm giải thoát phong ấn Nho Thánh, so với cổ thần và vu thần đều nhanh hơn một bước, hắn vô cùng có khả năng sẽ bắt lấy tiên cơ, thâu tóm trung nguyên. Nạp Lan Thiên Lộc nhất thời vẽ mặt ngưng trọng. Kinh thành, hạo Ký lâu tình huống sự việc chính là như thế. Hứa thất an chấm dứt thao thao bất tuyệt, nhấp một ngụm trà lại, cảm thụ được mùi thơm ngào ngạt lan tràn ở giữa những nụ vị giác. Thì ra Phật Đà chính là phân thân của Đạo Tôn Nhân Tông. Ngụy Uyên đầu tiên là cảm khái một tiếng, nói tiếp. Hắn phái độ tình la hán giết cái xác của diệt khẩu, khẳng định là có lý do không diệt khẩu không được. Hứa thất an nhíu mày nói. Chuyện này tuy bí ẩn, nhưng tiết lộ ra ngoài cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với phật đà ta trước sau chưa hiểu được hắn vì sao phải diệt khẩu cái xác cổ ngụy công có ý tưởng gì ngụy uyên cười nói thời điểm lối suy nghĩ sai liền rời khỏi đừng rút vào sừng trâu ngươi cảm thấy sẽ không có ảnh hưởng đối với phật đà đó là căn cứ vào bản thân ngươi lý giải nhưng ngươi dù sao không phải phật đà càng không thể đại biểu siêu phẩm khác có lẽ phật đà chính là không muốn để cho người nào đó nhìn ra thì sao hứa thất an nhíu mày trầm ngâm một lát lắc đầu nói không nghĩ cái này nữa trước mắt có chuyện càng khẩn cấp hơn cần xử lý hôm nay thần thù đã bổ hoàng thân thể phật đà cũng không cần thiết ngủ say hắn rất có thể sẽ trả thù trung nguyên ngụy công phải đề phòng nha ngụy uyên nhìn hắn một cái ngươi đến bây giờ mới nghĩ vấn đề này Hứa thất an dùng ánh mắt, có cái gì không đúng, đáp lễ đại thanh y. Atola đã sớm nói, bức tượng nho thánh bị hủy, Phật đà ngủ say 500 năm là vì trấn áp cái đầu thần thù. Các ngươi đã quyết tâm muốn đoạt về cái đầu, như vậy sau khi thành công, đầu tiên phải đối mặt chính là Phật đà trả thù. Ta không cầu ngươi đi một bước nhìn mười bước, nhìn hai bước cũng có thể chứ. Ngụy uyên một bộ dáng chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Hứa thất an than thở. Những thứ này ta đương nhiên từng nghĩ, chỉ là chưa có một chủ ý tốt, cùng lắm thì liên hợp thần thù, cùng với các cao thủ siêu phàm, chiến một trận nữa với Phật Đà thôi. Thần thù thực lực tăng vọt, lại có nhiều cao thủ như vậy giúp đỡ, tuyệt đối có năng lực cứng đối cứng với Phật Môn, đây là đối sách của hứa thất an. Trái lại cũng được. Ngụy Uyên rất gượng ép khen một câu, quay sang nói. Ta thay ngươi hướng độ ách la hán hứa hẹn rồi, đại phụng tương lai tôn đại thừa Phật Pháp làm quốc giáo, cho phép tính đồ đại thừa phật pháp của tây vực dời vào trung nguyên như vậy đã có thể suy yếu khí vận của phật đà lại có thể tăng cường nội tình của đại phùng đã muốn là địch với siêu phẩm bố cục tương ứng nên trước đó đã bắt đầu chuẩn bị con mẹ nó người lão già thối này người thế mà xúi dục độ ách. hứa thất an kinh ngạc căn cứ a tô la nói độ ách là phật môn la hán ngoan đạo mọi chuyện lấy phật môn đứng đầu há là nói suối dục thì có thể xúi dục Ngụy Uyên thản nhiên nói. Là người thì có ham muốn, có theo đuổi, có lý niệm, bắt lấy thứ bọn họ muốn, thì không sợ không có cơ hội, mà chỉ cần có cơ hội, thì có thể lôi kéo. Mặt khác, đến thời điểm này, có thể thử kết minh cùng vu thần giáo. Hứa thất an từng một tiếng. Tuy vu thần giáo căm hận đại phụng, nhưng bây giờ có đủ lý do thuyết phục tác luân A à cổ. Ngụy Uyên nói không sai, Phật đà nếu là ăn mòn trung nguyên, vua thần giáo tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến đúng vua thần giáo sẽ không để ý tất cả kéo dài thời gian kéo dài tới khi vua thần trở về nhân gian mà chúng ta cũng muốn kéo dài thời gian kéo dài tới khi ngươi tấn thăng nửa bước võ thần ít nhất cũng phải đến nhất phẩm trung kỳ ngụy uyên nói như thế nào tấn thăng nửa bước võ thần có ý tưởng chưa hứa thất an lắc đầu cảm giác gấp gáp lâu rồi không có một lần nữa trào lên trong lòng từ sau khi tấn thăng siêu phàm hắn liền luôn bị cảm giác gấp gáp đẩy đi một khắc cũng không dám lơi lỏng nhưng cho dù như vậy hắn vẫn kém xa đến cảnh giới nhất phẩm muốn hướng lên trên tấn thăng tiếp khó như lên trời nhưng thời gian để lại cho hắn so với để lại cho đội tuyển bóng đá quốc gia còn ít hơn muốn trong đại kiếp ở tương lai sừng sững không ngã bảo vệ trung nguyên hắn nhất định phải tấn thăng nửa bước võ thần nửa bước võ thần từ xưa đến nay chỉ có thần thù đạt tới cảnh giới này độ khó có thể nghĩ ngụy uyên trầm ngâm nói ta chỉ cho ngươi con đường sáng ra biển đi hoan không có khả năng giết hết toàn bộ hậu duệ thần ma nó tỷ lệ đại khái chỉ ra tay đối với hậu duệ thần ma cường đại tầm u minh ngươi nhìn thấy chính là ví dụ cửu vĩ hồ không phải từng ra biển sao tìm nàng đòi một phần bản đồ cùng với tình báo chi tiết là được hứa thất an gật gật đầu ta cũng là ý tưởng này. Sau khi săn bắn già la thủ thất bại, lối ra duy nhất của hắn chính là ra biển, săn giết hậu duệ thần ma. Đúng rồi ngụy Công, có chuyện mãi chưa nói với ngươi. Hứa thất an hít sâu một hơi. Cổ thần nói cho ta biết, vốn trung nguyên nhất phẩm võ phu, nên là ngươi. Người dám chính lúc ban đầu lựa chọn, là ngươi. Hắn mang tương lai cổ thần đoán được nói cho ngụy Uyên. Ngụy Uyên ngồi im hồi lâu, chậm rãi gật đầu, hắn nhìn thật sâu vào hứa thất an dám chính lựa chọn ta lão chưa chắc là đúng nhưng ta cùng dám chính đều chọn ngươi vậy nhất định là chính xác hắn sau đó lộ ra nụ cười ta rất hài lòng đối với cuộc sống bây giờ ninh yến ngươi coi như thay ta chịu tội rồi hứa thất an cười khổ một tiếng đây có lẽ chính là số mệnh tây vực độ ách la hán cấp tốc quay về a lan đà trước mắt nhìn thấy đều là phế tích tảng đá cùng đống đất sụp xuống, xếp thành những sườn núi cao thấp khác nhau. Mặt đất như là bị cạo đi vài tầng, hơn nữa che kín vết đất nứt, phạm vi mấy chục dặm tràn ngập dấu vết sau đại chiến. Trên đồng bằng trước phế tích, hơn 3.000 tăng nhân ngồi xếp bằng, ở trong bóng đêm niệm tụng kinh văn, siêu độ vong hồn. Phạm âm từng đợt, nối liền một mảng. Độ ách la hán là có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi tận mắt thấy tình trạng thê thảm của A-lan-đà, trong lòng vẫn dâng lên bi thương cùng buồn bã mãnh liệt. A Lan Đà, tòa Tây vực Thánh Sơn này, hủy hoại chỉ trong một buổi. Đối với tăng chúng ngoan đạo mà nói, cái này giống như hủy tín ngưỡng trong lòng. Độ ách cũng là đệ tử cửa Phật ngoan đạo, tâm tình dị thường phức tạp. A Di Đà Phật. Độ ách la háng chấp hai tay, vẻ mặt cực kỳ bi ai. Ngươi đã thua ở trong tay ai? Lúc này, dây thanh phân không rõ nam nữ già trẻ vang lên ở sau người. Độ ách la hán sắc mặt bình tĩnh quay đầu, nhìn về phía thiếu niên tăng nhân phía sau. Ngươi đã thua ai? Thiếu niên tăng nhân môi hồng răng trắng lặp lại câu hỏi. Độ ách la hán sắc mặt không thay đổi, chấp hai tay lại. Khấu dương châu. Lão không có ý đồ tranh cãi, cũng không giải thích quá nhiều, bởi vì không cần. Võ phu tuy thô bỉ, nhưng dưới tình huống cùng cảnh giới, không có bất cứ hệ thống nào có thể nghiền áp, đánh bại võ phu, nhị phẩm la hán đánh không thắng nhị phẩm võ phu là rất bình thường. Quảng Hiền Bồ Tát khẽ gật đầu. Hai vị Bồ Tát khác tình huống như thế nào? Ánh mắt độ ách quan sát tăng chúng nơi xa, chưa nhìn thấy lưu ly cùng già la thụ. Đi ra ngoài làm việc rồi. Quảng Hiền đang nghe truyện trên TV audio CV thản nhiên nói. Độ ách gật đầu, hơi do dự, vẫn là hỏi. Phật đà đâu? Quảng Hiền trầm ngâm một giây, đột nhiên lộ ra nụ cười, nói Ngài ở dưới chân chúng ta Trong bóng đêm, nụ cười thiếu niên mang theo một tia quỷ dị cùng lành lạnh khó hiểu Độ ách la hán cảm giác được rõ ràng trong lòng nổi lên cơn lạnh toát Lão vội vàng thấp giọng niệm Phật hiệu, áp chế cảm xúc trong lòng Sau đó liền nghe Quảng Hiền nói Phật đã có lệnh, cấm tuyên truyền đại thừa Phật Pháp Từ hôm nay trở đi, ngươi không thể ở chung quanh giảng kinh truyền giáo Mặc kệ trận này ai thắng ai thua, một khi cục diện ổn định, hắn sớm hay muộn sẽ thanh toán, mang ngọn lửa đại thừa Phật Pháp hoàn toàn dập tắt. Lời của Ngụy Uyên lần nữa hiện lên ở trong đầu độ ách la hán. Lão nhìn Quảng Hiền Bồ Tát thật sâu, lại quay đầu nhìn quét tăng chúng Phật môn, thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói. Đã rõ. Quảng Hiền nói tiếp. Bổn tọa và Lưu Ly Bồ Tát, và La Thụ Bồ Tát đã bàn bạc, sau khi vào thu, tổ chức Đại hội Phật Pháp, triệu tập toàn bộ tín đồ Tây Vực, đến a lan đà hành hương nói xong không đợi độ ách la hán đáp lại hóa thành ánh sáng vàng tiêu tán độ ách la hán đứng lặng lẽ một lát sau khoanh chân ngồi xuống tại chỗ cùng tăng chúng nơi xa cùng nhau tụng kinh siêu độ trong bóng đêm khuôn mặt khe rảnh ngang dọc của lão vô hỉ vô bi cẩn thận quan sát sẽ phát hiện độ ách la hán là đưa lưng về a lan đà mặt hướng phía đông kinh thành linh bảo quang Lạc Ngọc Hành vừa chấm dứt xong tu tư thái lười biến ngồi ở bên ao nhỏ, chân trắng bản linh lung ngâm ở trong nước, nhẹ nhàng đánh bọc nước. Áo lông vũ khoác lỏng lẻo ở trên người, cổ áo hơi mở rộng, lộ ra một mảng trắng xóa cùng khe rảnh. Mặt nước ngoài hai trường, hứa thất an nhắm mắt, đứng yên bất động, mặt nước dưới chân, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo ra. Đột nhiên, gợn sóng không có quy luật thay đổi phương hướng nhộn nhạo, từ hướng ra bên ngoài biến thành hướng nội, từng vòng gợn sóng từ dưới chân khuếch tán, biến thành hướng dưới chân hội tụ. Quá trình này sau khi duy trì mười mấy giây, gợn sóng bình ổn trong khoảnh khắc, mặt nước như là đột nhiên bị động lại, không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Lạc Ngọc Hành nheo đôi mắt đẹp, giọng điệu lười biến như phu nhân vừa mới tỉnh ngủ, hoàn toàn không có khí tràn tiên tử trong trẻo lạnh nhạt, đôi môi đỏ mọng khẽ động, nói Có thể mang khí cơ thao túng đến trình độ này, đúng là không dễ, đối với chiến lực có tăng lên không ít hứa thất an mở mắt ra nửa cao hứng nửa thở dài cái này thuộc phạm trù kỹ xảo dưới tình huống chênh lệch không lớn kỹ xảo có thể khống chế thắng bại nhưng nếu thực lực cứng chênh lệch quá lớn kỹ xảo không có chút ý nghĩa một phần lực phá mười phần kỹ thuật những ngày qua khổ tu không uổng phí hắn vận dụng đối với khí cơ đạt tới một cấp bậc đỉnh phong so sánh hình tượng chính là giống ngũ phẩm hóa kình võ phu chẳng qua hóa kình là khống chế thân thể hoàng mỹ hắn là hoàng mỹ nắm giữ khí vận cho dù khí cơ phóng ra hắn cũng có thể khống chế tùy theo ý muốn quốc sư lục địa thần tiên tấn thăng cảnh giới đại viên mãn như thế nào hứa thất an hỏi lạc ngọc hành trầm ngâm một lát giọng nói từ tính nói hai phương diện tinh tiến phân biệt là địa phong thủy hỏa thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió điều động lực lượng nguyên tố càng thêm cường đại nhân tông khí tâm ngự tam kiếm thuật tăng cường thiên tôn hẳn là lục địa thần tiên trung kỳ cũng không nhiều hơn ta thủ đoạn gì nhưng cứ lợi hại hơi ta chính là vì lực lượng nguyên tố hắn có thể điều động mạnh hơn ta hứa thất an gật gật đầu xem ra hệ thống võ phu quả thật rất đặc thù võ phu nhất phẩm và nhất phẩm đỉnh phong hoàn toàn là hai cảnh giới nhất phẩm võ phu cùng nửa bước võ thần là cấp bậc khác nhau ở sau khi kiến thức được thần thù phiên bản hoàn toàn hứa thất an đã có lĩnh ngộ này Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng duỗi lưng, mang đường công linh lung chống đỡ đến mức tận cùng, trong ánh mặt trời sau buổi trưa, mang theo buồn ngủ lười biếng. Sau khi từ Tây Vực trở về, chàng liền có chút tinh thần sa sút siêu phẩm rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Hứa thất an im lặng một lát, thấp giọng nói. Cường đại không thể đoán trước. Ở lúc đối mặt Phật Đà, tất cả thủ đoạn của ta đều không có ý nghĩa, ta cảm thụ khắc sâu nhất là, chỉ có cực hạn bạo lực mới có thể áp đảo siêu phẩm. Lạc Ngọc Hành nhíu mày. Cực hạn bạo lực, nửa bước võ thần loại đó. Không. Hứa thất an lắc đầu. Nửa bước võ thần nhiều nhất có tư cách tranh phong với siêu phẩm. Ta đến bây giờ, vẫn không thể tính ra siêu phẩm cực hạn ở nơi nào. Có tư cách tranh phong, không đại biểu có tư cách trở thành tử địch. Lúc này, Lạc Ngọc Hành nhíu nhíu mày, mang áo lông vũ lỏng lẻo kéo chặt, che đi bờ vai lộ một nửa cùng tuyết trắng trước ngực tùy tay triệt hồi kết giới bố trí ở ngoài sân một đạo sĩ trẻ tuổi bước nhanh đến dừng lại ở ngoài cửa sân hình vòng nói hứa ngân la ti thiên giám đã xảy ra chuyện trong biển sâu ánh sáng ảm đạm tiếng mạch nước ngầm va chạm cuồn cuộn là giọng chính duy nhất mấy ngày nay tâm thần không yên cửu châu đại lục tựa như có việc đã xảy ra quái vật khổng lồ trôi nổi ở đáy biển như một chiếc tàu ngầm yên tĩnh mau lẹ một trong sáu cái sừng dài ở đỉnh đầu quái vật hơi sáng lên, truyền ra thanh âm đạm bạc của giám chính. Nếu không có gì bất ngờ, nửa bước võ thần tái hiện trên đời, Phật Đà cũng nên hoàn toàn thức tỉnh rồi. Hoàng thản nhiên nói. Nửa bước võ thần. Không phải nói hệ thống võ phu chưa bao giờ xuất hiện võ thần sao. Nó tương đối mê mang đối với nửa bước võ thần tồn tại, tuy từ hứa bình phong các con đường các phương diện bù lại lịch sử, nhưng Hoang chưa bao giờ có tiếp xúc qua lại với Nam Cương yêu tộc, đối với thần thù không quá hiểu biết. Giám chính cười nói, nửa bước võ thần là một sự thử của Phật Đà, thử bài trừ phong ấn, thử tấn thăng võ thần. Trong sóng triều ào ào, quái vật khổng lồ trôi hồi lâu, Hoang chậm rãi truyền âm nói. Nghe qua, phương diện này tựa như có không ít bí ẩn. Giám chính có hỏi là có đáp. Nho thánh năm đó thật ra từng thử diệt sát Phật Đà, hủy tám đại pháp tướng của hắn chỉ còn lại một cái đại nhật như lai lại phát hiện như thế nào cũng không thể hủy diệt vì thế mang hắn phong ấn phật đà vì giải thoát phong ấn mượn dùng thân thể tu la vương đắp nặng ra một cái nửa bước võ thần hắn bổn ý là muốn thử đi tuyến đường võ phu để lại hậu chiêu cho bản thân nhưng hắn đã thất bại cái này thật ra là tất nhiên thiên mệnh sư có thể nhìn thấu tương lai nhưng nhìn không thấy quá khứ ngươi vì sao sẽ biết những thứ này Hoang kinh ngạc nói. Khắc đao nói cho ta biết. Trong thanh âm của giám chính mang theo ý cười. Chỉ là tên kia không thể mở miệng nói chuyện, không thể chủ động trao đổi với người. Bị phong ấn. Hoang một lời nói toạt ra. Cái sừng dài phong ấn giám chính đó phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, tiếng giám chính theo ánh sáng trắng phồng lên xẹp xuống truyền ra. Khắc đao sau khi sinh ra linh trí, theo nho thánh khắc thư lập truyền, ngưng tụ tài văn chương cùng hạo nhiên chính khí. Nhưng dần dần, sau khi tư tưởng của nó càng thêm trưởng thành, có chủ ý của mình, nó bắt đầu thử dạy Nho Thánh viết sách, dạy hắn dùng từ đặt câu, Nho Thánh ngại nó phiền, liền mang nó phong ấn. Hoang trầm mặt một lát, bình luận: "Rất có chí hướng." Nghe giám chính kể, Hoang có thể tưởng tượng được hình ảnh đó, Nho Thánh cầm khắc đao viết chữ, nhưng khắc đao có ý nghĩ của mình, nói: "Không không không, đoạn lời này viết có vấn đề, ta đến dạy ngươi." cho nên ngươi thay nó phá giải phong ấn. Không, ta không thể cởi bỏ phong ấn của Nho Thánh, chỉ là có thể lợi dụng bí pháp vòng qua phong ấn nói chuyện với nó mà thôi. Giám chính nói. Từng, luyện khí là tuyệt kỹ của thuật sĩ. Hoang kéo đề tài về quỷ đạo, nói. Vì sao nói Phật đà thất bại là tất nhiên, ngươi tựa như từng nói, thời đại viễn cổ không có điều kiện tấn thăng võ thần, nhưng bây giờ đã có. Giám chính khẽ cười nói. Ngươi tựa như rất coi trọng đối với võ thần, từng bởi vì nguyên nhân bản thân Phật Đà, đổi thành hai vị khác, thần thù sẽ không bởi vì tình cảm nồng đậm, sinh ra khúc mắt với vạn yêu quốc chủ, cũng sẽ không bởi vì tình tình ái ái, quyết liệt với Phật môn. Thất tình lục dục quá đậm, không phải là chuyện tốt. Hoang hừ một tiếng, dám chính trả lời không đầu không đuôi, hơn nữa cũng không chính diện trả lời nó tin tức võ thần. Nửa bước võ thần nhiều lắm tương đương với tiêu chuẩn ta bây giờ, so sánh với siêu phẩm, còn kém xa. Lời hoang nói lộ ra khinh thường đối với thần thù. Ngươi lúc đỉnh phong mạnh bao nhiêu? Dám chính thuận thế hỏi. Hoang nói. Lực lượng của siêu phẩm không phải ngươi có thể đo lường được, vu thần cũng tốt, Phật đà cũng thế, hoặc là cổ thần, một khi bọn họ chuẩn bị cắn nuốt đại phụng, như vậy trung nguyên không ai có thể chống lại. Đây là nguyên nhân vì sao ta lúc ấy lựa chọn thoái nhượng, không muốn dây dưa với hứa thất an. Thời gian để lại cho ta không nhiều, bây giờ còn chưa phải thời cơ ta thức tỉnh, phân cao thấp với nhất phẩm võ phu, không có ý nghĩa. Đề cập vu thần và Phật Đà, trong giọng nói của nó lộ ra ngưng trọng, không có bất cứ sự xem thường nào. Ta từng nói với ngươi, năm đó, long và trảo ở biển sâu quyết chiến, đại dương mênh mông sôi trào, nhấc lên sóng thần bao phủ cửu châu đại lục ba ngàn dặm, về sau thần ma hỗn chiến, càng mang cửu châu đánh sụp đổ. Những thứ này không phải nhất phẩm tu sĩ có thể làm được. Siêu phẩm đáng sợ bao nhiêu, nói tóm lại hủy thiên diệt địa. Cho nên, ngươi muốn mang ta đi đâu? Giám chính hỏi. Ngươi không phải thiên mệnh sư sao, còn cần hỏi ta. Hoang cười nhạo nói. Đây không phải bị ngươi phong ấn sao? Giám chính thở dài một tiếng. Không có lão phu, ti thiên dám như rắn mất đầu, Hy vọng đừng xuất hiện nhiễu loạn gì Tốt xấu là tâm huyết suốt đời lão phu Hoang cười nhạo nói Ti thiên dám nghĩ hẳn đã sớm đổi giám chính Ngươi vẫn là tiếp nhận số mệnh đi Giám chính kinh thường A một tiếng Mấy đệ tử đó của ta tuy không chịu cố gắng Nhưng nguyên tắc cơ bản tôn sư trọng đạo không kém Đổi giám chính Lão phu còn chưa chết đâu Ai dám Hoang thản nhiên nói Ngươi đã là thủ môn nhân, hẳn là biết được chi tiết vô thần chứ. Ti thiên giám Đài bác quái rộng lớn, phóng mắt nhìn lại, mênh mông tất cả đều là thuật sĩ áo trắng. Các thuật sĩ áo trắng phân biệt rõ ràng chia làm năm trận doanh, thủ lĩnh của bọn họ phân biệt là nhị sư huynh Tôn Huyền Cơ, tam sư huynh Dương Thiên Huyển, tứ sư huynh Tống Khanh, ngũ sư tỷ Trung Ly, còn có tiểu sư muội Ninh Thải Vi. Đáng giá nhắc tới, phía sau Ninh Thải Vi chỉ có 6 vị thuật sĩ áo trắng, nhỏ nhất 6 tuổi, lớn nhất 12 tuổi, sắc mặt non nớt. Trên lưng mỗi người đều đeo một cái túi trữ vật gia hưu, bên trong đặt tình yêu đến từ Ninh Thải Vi sư tỷ bánh ngọt cùng đồ ăn vặt. Những người này là đệ tử Ninh Thải Vi mới thu, chuẩn xác mà nói, là thay sư phụ thu đồ đệ, bọn họ là nhóm nòng cốt đầu tiên của đảng ăn, nhóm đồng bọn đầu tiên của Ninh Thải Vi. Công Huyền cơ ngũ quan bình thường, khí chất bình thường, chiều cao bình thường liếc Viên Hộ Pháp một cái. Viên Hộ Pháp cất bước đi ra, Thần uy lẫm liệt nhìn quét các thuật sĩ, trầm giọng nói. Giám chính lão sư không có mặt, chúng ta nên thay ông quản tốt ti thiên giám, chớ càng quấy nữa, về hết đi. Tống Khanh nghe vậy, thản nhiên nói. Ngươi không muốn tranh giành vị trí giám chính, có thể tự nguyện bỏ cuộc, mang theo người của ngươi rời khỏi là được. Viên hộ pháp quay đầu nhìn tôn huyền cơ một cái, giọng điệu biến đổi, ý chí chiến đấu sụp sôi. Từ xưa lập trưởng không lập ấu, lập đích không lập thứ, vị trí giám chính ngoài ta ra còn ai nữa. Viên hộ pháp vừa dứt lời, mùi thuốc súng trên đài bát quái rõ ràng tăng thêm, Dương Thiên huyển đang muốn ra mặt công kích, cái đầu dưới nón bỗng nhiên nghiêng, nhìn về phía hoàn thành. Đám người tống khanh làm ra động tác tương tự. Hai bóng người xé gió chạy đến, mang theo tiếng gió gào thét, đáp xuống đài bát quái ti thiên giám. Một người bên trái áo bào xanh theo hoa văn đám mây, chân đi giày da trâu, hông đeo mỹ ngọc, vàng đinh đan, ngũ quan tuấn lãng, khí độ bất phàm, người bên phải thì mặc thường phục vàng tươi, trang phục nam tử, trong thanh lệ tuyệt đẹp lộ ra uy nghi. Hứa Thất An và Hoài Khánh chủ trì đại cục đến rồi. Nhìn thấy hai người nắm tay nhau mà đến, các thuật sĩ áo trắng nhất thời sinh động hẳn lên, cùng ùng nghị luận. Bệ hạ cùng hứa công tử đến rồi, quá tốt rồi, rốt cuộc có người đến chủ trì đại cục. Các thuật sĩ áo trắng phía sau tôn huyền cơ cao hứng nói. Hừ, hứa ngân la là nhân tài lĩnh vực luyện kim thuật chúng ta, hắn khẳng định sẽ chủ trì tống sư huynh ngồi lên vị trí giám chính. Các luyện kim thuật sư tràn đầy lòng tin. Hứa ngân la cùng chung sư tỷ chúng ta quan hệ ái muội vị trí giám chính thuộc về ai, không cần ta nhiều lời nhỉ. Những kẻ vây quanh chung ly nói. Cũng có người nhẹ nhàng thở ra. Hứa ngân la rốt cuộc đến rồi, chúng ta không cần thấp thỏm lo âu nữa. Dù sao tụ hội cỡ lớn như vậy, mời chung sư tỷ tham dự là hành vi phi thường mạo hiểm nói không chừng ngay sau đó liền sẽ xảy ra sự kiện dẫm đạp lên nhau sự kiện thuật sĩ ti thiên dám nhảy lầu tập thể sự kiện vẫn thạch va chạm đài bát quái đáng ghét hứa ngân la luôn đoạt cơ duyên dương sư huynh chúng ta hắn khẳng định sẽ không dễ dàng cho phép đại địch của mình ngồi lên vị trí giám chính đám phe phái dương thiên huyễn kế thừa thù hận của hắn đối với hứa thất an này này ai quan hệ ái muội với chung ly sao tự dưng làm nhục sự trong sạch người ta ánh mắt hứa thất an đảo qua các thuật sĩ áo trắng tạm dừng một lát ở trên người mấy cậu nhóc cùng thiếu niên rụt rè phía sau ninh thải vi thầm nhũ thải vi rốt cuộc cũng thu đồ đệ rồi hắn đè tay xuống tiếng huyên náo của các thuật sĩ áo trắng chung quanh bình ổn không phải nói rồi sao vị trí giám chính liên quan trọng đại bệ hạ cần cân nhắc kỹ càng định đoạt sau các ngươi chớ nóng vội hứa thất an trấn an nói dương thiên huyễn ho khang một tiếng chậm rãi nói trời không sinh dương thiên huyễn ta các thuật sĩ áo trắng phía sau đồng thanh nói đại phụng vạn cổ như đêm dài đọc khẩu hiệu xong dương thiên huyễn nói nước không thể một ngày không có vua ti thiên giám không thể không có giám chính biết bệ hạ khó có thể định đoạt bởi vậy chúng ta liền thay bệ hạ hạ quyết tâm hứa thất an nhắc nhở các ngươi chớ quên giám chính còn chưa chết đâu đáp lại hắn là các thuật sĩ áo trắng im lặng, mọi người hoặc làm bộ chưa nghe thấy, hoặc làm bộ ngắm phong cảnh chung quanh. bọn này được, ta cũng thay giám chính cảm thấy nhân gian không đáng nữa. Hứa Thất An không nhắc việc này nữa, quay sang nhìn về phía Hoài Khánh. Đại phụng đệ nhất nữ cường nhân khẽ gật đầu. Hứa Thất An liền nói ngay, các ngươi muốn thế nào? Hắn xem như đã nhìn ra, các đệ tử giám chính, ai cũng không phục ai, ngày xưa có thiên mệnh sư đệ trên đại thể còn có thể tường an vô sự. Bây giờ, giám chính bị hoang dẫn theo chu du thế giới, không biết khi nào có thể trở về, thậm chí có thể không về được. Không có giám chính áp chế, đoàn thể thuật sĩ trong ti thiên giám liền bắt đầu nội chiến. Tống Khanh thản nhiên nói, chúng ta tính hôm nay chọn ra một người đức cao vọng trọng, kế nhiệm vị trí giám chính. Hứa công tử, bệ hạ, việc này còn cần các ngươi đến chủ trì công đạo các thuật sĩ áo trắng đều nhìn tới, ở trong mắt bọn họ, hứa ngân la là một người đức cao vọng trọng, do hắn đến lựa chọn giám chính là biện pháp hợp lý nhất khiến người ta tin phục. Điều kiện tiên quyết là hứa ngân la lựa chọn sư huynh hoặc sư tỷ bọn họ vây quanh. Hoài Khánh truyền âm nói, thuật sĩ ti thiên giám chia ra cái phái hệ lớn, ai cũng không phục ai, ngày tháng năm nào cũng không chọn ra kết quả, mặc kệ ai làm giám chính, đều sẽ có người không phục, người có biện pháp nào. Nữ đế một bộ dáng, việc này nước quá sâu, trẫm không nắm bắt được, giao cho ngươi xử lý. Đối với ti thiên giám, Hoài Khánh thật ra cũng rất đau đầu, bởi vì những mặt hàng này khác với triều đình chư công, người sau có thể thương lượng, thỏa hiệp, cưỡng bức. Thuật sĩ thì hoàn toàn không phục bộ này. Quyền bính của hoàng đế chỉ có thể làm bọn họ kính ngươi, lại không thể làm bọn họ nghe lệnh ngươi. Bình tĩnh mà xem xét, nàng khẳng định chọn khuê mật ninh thải vi, nhưng từ góc độ một vị hoàng đế, nàng lại cho rằng chọn tôn huyền cơ có lợi hơn cho đại cục. Nhưng mặc kệ nàng chọn ai, người khác đều sẽ không khuất phục. Ta quả thật có ý tưởng, có thể thử một lần. Hứa thất an truyền âm trả lời. Con ngươi hoài khánh hơi sáng lên, trầm mặt chờ mong. Hứa thất an nhìn quét mọi người, nói. Vừa rồi Tống Sư Huynh cũng nói, vị trí giám chính, nên do hạng người đức cao vọng trọng đảm nhiệm, như thế nào là đức cao vọng trọng? lấy ý kiến nông cạn của ta, người mọi người đề cử ra, mới là kỳ vọng chung của mọi người, mới là đức cao vọng trọng. Nói vậy chẳng lẽ không phải nói lời thừa sao, có thể chọn ra, chúng ta còn tìm ngươi làm chi? Trong lòng đám thuật sĩ oán thầm. Hoài Khánh khẽ nhíu mày, hứa thất an lần này, tuy nói mang củ khoai lang phỏng tay lại đá về ti thiên giám, nhưng vấn đề cũng chưa được giải quyết. Các vị đừng nóng vội. Hứa thất an cười nói bất cứ người nào muốn kế nhiệm vị trí giám chính, đều có thể đứng ra, thử thuyết phục các sư huynh đệ, lôi kéo người ủng hộ cho mình. Ai phiếu cao nhất, người đó chính là giám chính đời tiếp theo. Như vậy, mọi người cũng không cần tranh nữa. Các thuật sĩ nghe vậy, vẻ mặt trung lên. Bọn họ hiểu ý tứ hứa thất an, muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, có thể lôi kéo, mang sư huynh đệ trận doanh khác lôi kéo tới, trở thành người ủng hộ mình sau đó đấu ra một người nhân khí cao nhất, đảm nhiệm vị trí giám chính. Nhưng sau đó bọn họ cảm thấy thế này có chút đùa cực, bởi vì quá mức hiệu quả và lợi ích, vì chỗ tốt nhất thời, chọn ra một vị giám chính, tương lai hối hận làm sao bây giờ. Đến lúc đó, chẳng lẽ phải ầm ĩ ra nhiễu loạn giống với hôm nay. Chuyện các thuật sĩ có thể nghĩ đến, Hoài Khánh đương nhiên cũng nghĩ tới, nhưng nàng chưa phát biểu ý kiến, tỉnh chờ đến tiếp sau. Hứa Thất An nói tiếp, nhưng phải bố trí một cái thời hạn, giám chính đề cử ra, chỉ có thể làm 3 năm, 3 năm là một kỳ hạn, sau khi đến kỳ, một lần nữa đề cử chọn giám chính mới. Nhất thời, mang sầu lo cuối cùng của các thuật sĩ giải quyết. Đề nghị của hứa thất an được mọi người nhất trí tán thành. Vậy để tôn sư huynh ra trận. Thấy không có ai phản đối, hứa thất an liền nói ngay. Thứ ta nói thẳng, tôn huyền cơ làm nhị đệ tử giám chính, cường giả siêu phàm duy nhất trước mắt của ti thiên giám, mặc kệ là tu vi hay địa vị, đều là người thừa kế tốt nhất vị trí giám chính. Tôn sư huynh, ngươi đi ra nói một câu. Nói xong, hắn thu được viên hộ pháp truyền âm. Ta nên làm như thế nào? Loại chuyện này không có chút kinh nghiệm, tôn sư huynh trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Hứa thất an vòng qua viên hộ pháp, trực tiếp truyền âm cho tôn huyền cơ. Cứ việc hứa hẹn với các sư đệ, đánh động bọn họ, làm bọn họ ủng hộ mình. Ví dụ như chữa bệnh miễn phí, giảm xuống tiêu chuẩn thu thuế, giáo dục trẻ con ti thiên dám gánh vác. Hắn tự tiêu khiển tự vui ở trong lòng bổ sung. Tôn Huyền Cơ gật gật đầu, mang theo viên hộ pháp cấp bước ra, người sau đầu tiên là chăm chú nhìn Tôn sư huynh một lát, gật gật đầu, tiếp theo nhìn quét mọi người, lớn tiếng nói. Bản nhân đồng ý, chỉ cần mọi người ủng hộ ta trở thành giám chính, ta sẽ dẫn bọn họ đi hướng huy hoàng tuyệt không bôi nhọ uy danh thuật sĩ, bôi nhọ uy danh của giám chính lão sư. Dứt lời, viên hộ pháp lui trở về. Hết rồi. Trong lòng hứa thất an chợt lạnh. Đám áo trắng im lặng không nói, trường hợp có chút lạnh. Hứa thất an hít sâu một hơi, dựa theo trình tự bối phận, nói. Kế tiếp, mời dương sư huynh lên tiếng. Một thuật sĩ phía sau dương thiên huyển cất bước ra, hướng hứa thất an và hoài thánh chắp tay, thản nhiên nói tại hạ cho rằng vị trí giám chính trừ do hạng người đức cao vọng trọng đảm nhiệm còn phải có khí khái cùng khí độ của giám chính lão sư đầu tiên nói tới đây hắn xoay người dùng cái ót hướng về mọi người thản nhiên nói phải học được đưa lưng về phía chúng sinh tôn sư huynh tuy là cường giả siêu phàm nhưng mặc kệ dung mạo chiều cao khí chất đều rất bình thường bản nhân cảm thấy không phù hợp hình tượng giám chính ý tứ chính là nói tôn sư huynh bề ngoài xấu các ngươi là chọn giám chính hay là thi hoa hậu hứa thất an nhìn quét các thuật sĩ phát hiện bọn họ vẻ mặt tán đồng ngay cả những thuật sĩ phía sau tôn huyền cơ cũng vẻ mặt xấu hổ giống như đang nói tôn sư huynh bề ngoài bình thường như thế lại tự tin như vậy chúng ta những kẻ vây quanh này cảm giác rất có lỗi hứa thất an lại nhìn về phía tôn huyền cơ mặt không chút biểu cảm thầm nhũ lúc này cần viên hộ pháp đến thể hiện thao tác một đợt đáng tiếc viên hộ pháp có vết xe đổ cố nén không nhìn tôn huyền cơ như vậy hắn sẽ không mất khống chế đi độc tâm người áo trắng đó tiếp tục nói trái lại dương sư huynh của chúng ta rất có chân truyền của giám chính lão sư phần khí độ này phần hình tượng này quả thật nhân tuyển không ai bằng được cho vị trí giám chính dương thiên huyễn đứng khoanh tay nguy nga bất động các vị sư huynh đệ cần phải chọn dương sư huynh nói xong thuật sĩ áo trắng tự cảm thấy biểu hiện tốt lui trở về ngươi đừng chỉ để ý làm màu chứ ngân phiếu khống của ngươi đâu hứa thất an đầy đầu óc đều là lời nhảm tiếp theo tống khanh bước ra khỏi hàng vị đại sư quản lý thời gian kẻ chi phối vành mắt đen này chậm rãi nhìn quét các thuật sĩ cao giọng nói tống mỗ hứa hẹn các vị sư huynh đệ chỉ cần chọn ta làm giám chính tống mỗ liền để các vị có bạc đếm không xuể dùng không hết đi làm thực nghiệm luyện kim mọi người không bao giờ cần phát sầu vì bạc nữa toàn bộ thu nhập của ty thiên giám đều sẽ cung ứng cho thực nghiệm luyện kim tống khanh nói xong tràn đầy lòng tin nhìn thoáng qua các thuật sĩ áo trắng điều kiện hậu hĩnh như thế thù lao mê người như thế ai có thể ngăn trở dụ hoặc như vậy chỉ cần là thuật sĩ nên biết chọn ai làm giám chính bốt 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 các luyện kim thuật sư kích động vỗ tay chỉ cảm thấy tống sư huynh chính là điện chính là quang là thần thoại duy nhất Tống sư huynh đắc ý hài lòng trở lại chỗ ngồi. Hứa thất an lại nhìn về phía chung ly. Chung ly tóc tai bù xù, con mắt sáng ở giữa sợi tóc hỗn độn vụn trộn nhìn hứa thất an, nhỏ giọng nói. Ta bỏ quyền. Bỏ quyền cũng tốt, ngươi nếu làm giám chính, ti thiên giám có thể ngày hôm sau xóa tên ở đại phụng, nguyên nhân là vẫn thạch va chạm, thuật sĩ ti thiên giám không người nào còn sống. Hứa thất an lắc đầu. Tiếp theo, hắn nhìn về phía ninh thải vi, cùng với đám vị thành niên vây quanh nàng. Đám trẻ con hiển nhiên chưa từng trải qua loại trận địa này, có chút nào núng sợ hãi. Thải vi sư muội, ngươi có cái gì muốn nói với mọi người? Hứa thất an hỏi. Ninh Thải vi đảo đôi mắt hạnh, chống hông, lớn tiếng nói. Mọi người chọn ta làm giám chính, ta mang bạc trong kho bạc ti thiên giám lấy ra, mỗi ngày mời mọi người ăn đại tiệc, ăn hết món ngon trung nguyên. Tống Khanh và Dương Thiên huyển bật cười một tiếng tôn huyền cơ cùng chung ly khẽ lắc đầu các thuật sĩ cười vang đám lính trẻ con phía sau ninh thải vi sắc mặt đỏ lên xấu hổ cúi đầu được rồi bây giờ bắt đầu đề cử mỗi người mang giám chính trong cảm nhận của mình viết trên giấy do ta cùng bệ hạ tới thống kê hứa thất an chỉ muốn nhanh chóng kết thúc việc vớ vẩn này trong biển sâu quái vật khổng lồ lẳng lặng trượt đi nó như là một thi thể không có sinh mệnh không cần quạt nước dòng nước tự động đẩy nó tiến lên vu thần. Giám chính cười nói: "Căn cứ lịch sử đến xem, hắn là người mới quật khởi sau khi đạo tôn biến mất, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Hoang lặng lặng trôi, thanh âm trực tiếp truyền vào sừng dài, nói: "Hắn khiến ta nghĩ tới một người, một tiểu gia hỏa rất thú vị, năm đó, quái nuôi một nô lệ nhân tộc, quái diệt tộc nhân hắn, giết phụ thân, lăng nhục mẫu thân cùng tỉ muội hắn, lại chỉ không giết hắn, hàng ngày tra tấn hắn, làm nhục hắn tìm niềm vui." Quái tên này, cho dù ở trong thần ma, cũng thuộc loại kỳ dị. Hắn làm ra chuyện gì ta cũng không kỳ quái, đại khái là năm tháng dài lâu, thật sự quá mức nhàm chán. Nhưng về sau ta mới biết được, quái mang quẻ thuật truyền thừa cho tên kia. Ừm, thủ môn nhân tồn tại chính là quái bói toán ra. Giám chính nói. Người hoài nghi vu thần chính là nô lệ nhân tộc kia. Hoang giọng điệu không sao cả nói bằng không quẻ thuật hệ thống vu sư không có khả năng cường đại như thế, nhưng vu thần cũng có khả năng là hậu nhân nô lệ nhân tộc kia. Ai biết được, lúc trước hắn chỉ là một tiểu nhân vật, ta sẽ không chú ý một con kiến. Giám chính treo gẹo nói. Nhưng sau vô tận năm tháng, con kiến đó trưởng thành làm kình địch lớn nhất của ngươi. Như vậy xem ra, vu thần trên thực tế so với đạo tôn càng xa xưa hơn, chẳng qua không có thiên phú dị bẩm như đạo tô. Siêu phàm tuổi thọ dài lâu, Vô thần là cường giả siêu phàm thời kỳ đạo tôn cũng không đáng kỳ quái. Im lặng hồi lâu, một người một thần ma không nói nữa. Giám chính đột nhiên hít ngược một ngụm khí lạnh. Làm sao vậy? Hoang hỏi. Ta vừa rồi chỉ là đang nghĩ, nếu thế nào cũng phải từ trong mấy đứa đệ tử tìm ra một đứa tương đối đáng tin để ngồi vị trí giám chính, thế mà là con bé, giám chính giọng điệu phức tạp. Kinh thành. Ti thiên giám, trên đài bát quái hứa thất an mở ra một tờ giấy cuối cùng nói dương thiên huyễn tích lũy bốn mươi phiếu tống khanh tích lũy năm mươi lăm phiếu tôn huyền cơ tích lũy phiếu bốn mươi tám phiếu trung ly tích lũy ba mươi phiếu ninh thải vi tích lũy một trăm hai mươi ba phiếu giám chính đời thứ ba do ninh thải vi đảm nhiệm mọi người vỗ tay trên đài bác quái lặng ngắt như tờ tống khanh hai mắt đăm đăm ngồi yên bất động trung ly ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn phía ninh thải vi một bên khác Tôn Huyền Cơ trầm mặt không nói, không có bất cứ biểu cảm gì. Dương Thiên Huyển như một pho tượng, không nhúc nhích. Hoài Khánh cũng có chút kinh ngạc, không ngờ đảm nhiệm giám chính lại là Ninh Thải Vi yếu nhất trong hàng đệ tử của giám chính. Ninh Thải Vi vẻ mặt mờ mịt, thầm nhũ thì ra ta ở ti thiên giám được sùng kính như vậy, được theo đuổi như vậy sao? Bản thân ta sao lại không biết? Quả nhiên là nàng. Hứa thất an thở dài, hắn thật ra đã đoán được. Hoài Khánh như có chút suy nghĩ, thấy vẻ mặt này của hắn, truyền âm nói: "Ngươi đoán được." Hứa Thất an tức giận truyền âm trả lời: "Đám ngu xuẩn này, trừ thải vi, người khác căn bản không để lời của ta vào tai." Tranh cử tổng thống, không, lãnh tụ, quan trọng nhất là vẽ cái bánh. Công Huyền cơ lên tiếng, cực kỳ giống lãnh đạo và ông chủ lời nói rỗng kết độc diễn văn, trừ tiểu tử ngốc mới ra đời một bầu nhiệt huyết, không có ai sẽ nghe vào tai càng không có ai sẽ coi là thật. Chung Ly bỏ quyền, thì không cần nhiều lời, có thể có 30 phiếu, đảng xui xẻo đã rất trung thành rồi. Dương Thiên Huyễn chỉ để ý làm màu tạo hình tượng, hắn thực cho rằng dựa vào một cái ót, có thể chinh phục toàn bộ sư huynh đệ. Tống Thanh trái lại đã vẽ bánh, đã hứa hẹn, nhưng hắn chỉ nhằm vào quần thể của mình luyện kim thuật sư. Luyện kim thuật chỉ là một trong các lĩnh vực của thuật sĩ, không phải là toàn bộ thuật sĩ đều si mê luyện kim thuật, dốc hết kho bạc để nâng đỡ thí nghiệm luyện kim thuật, người khác còn phải lo lắng các ngươi mang kho bạc ti thiên dám hao tổn hết đó. Vậy luyện đang làm sao bây giờ, mua thuốc làm sao bây giờ, chi phí ăn mặc làm sao bây giờ? Chỉ có Ninh Thải Vi hứa hẹn, nghe qua có chút trò đùa, không lên được mặt bàn, thực ra diện tích che phủ rộng nhất, sức dụ hoặc lớn nhất. Là con người thì phải ăn cơm, dân coi cái ăn là trời, con người là không thể kháng cự món ngon, cho dù là tống thanh trầm mê luyện kim thuật, không phải cũng ngày ngày oán giận nhà bếp ti thiên dám làm đồ ăn không dễ ăn. Cho nên các thuật sĩ ở mặt ngoài cười nhạo thải vi sư muội sau lưng đều bỏ phiếu cho nàng. Ngươi chơi xấu. Dương Thiên Huyễn không thể tiếp nhận sự thật này, lớn tiếng nói. Hứa Ninh Yến, ngươi nhất định là liên hợp bệ hạ chơi xấu, sao có khả năng có người sẽ chọn thải vi sư muội Để thải vi sư muội làm giám chính, ti thiên giám ta còn thể diện gì chứ, muội ấy ngay cả đưa lưng về chúng sinh cũng không biết ta đề nghị bầu một lần nữa. Hứa thất an thản nhiên nói. Đề nghị không có hiệu quả, quá trình bỏ phiếu công khai công chính, không tồn tại chơi xấu, phiếu là các vị bỏ, các ngươi rốt cuộc bầu cho ai, trong lòng bản thân rõ ràng nhất. Các thuật sĩ áo trắng nhìn nhau, đều chưa nói chuyện. Những người trầm mặt kia, chính là bỏ cho Ninh Thải Vi. Tống Thanh vỗ bàn đứng lên. Ta không phục. Chẳng lẽ hứa hẹn của ta còn không bằng Thải Vi sư muội? Các ngươi chẳng lẽ không hy vọng tiêu từng đống bạc? Các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Muốn cái gì? Ta cảm thấy ngươi vừa rồi nếu nói, mọi người đều chọn ta, ta phát cho các ngươi mỗi người một lão bà, vậy vị trí giám chính ngoài ngươi ra còn ai nữa? Hứa thất an yên lặng oán thầm một câu. Dương Thiên Nguyễn đội nón xoay người, hiếm thấy mặt hướng, đảng cái ót, nổi giận nói. Các ngươi đám phản đồ này, rốt cuộc là ai chọn thải vi sư muội? bè cánh dưới trướng hắn, nhân số tổng cộng 66, nhưng hắn chỉ có 40 phiếu, không hề nghi ngờ, trong bọn họ xuất hiện 22 phản đồ. Đúng vậy, rốt cuộc là ai phản bội Dương Sư Huynh, phản đồ đáng xấu hổ. Đúng thế đúng thế, tự mình tự giác đứng ra. 66 người trăm miệng một lời. Dương Thiên Huyển Hoài Khánh nhìn quét mọi người, giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, có khuynh hướng cảm xúc như khối băng va chạm, tức cao giọng nói trẫm ít ngày nữa sẽ soạn chỉ, phong ninh thải vi làm tân nhậm giám chính, thời hạn 3 năm. Đại hội tuyển cử đến đây là kết thúc, ai nếu là không phục, còn nháo sự sinh sự, trẫm liền mang hắn nhốt dưới lòng đất 3 năm, chớ bảo là không báo trước. Tôn huyền cơ yên lặng xoay người rời đi. Viên hộ pháp nhìn bóng lưng hắn, chậm rãi đọc tâm. Mệt rồi, tùy các ngươi đi. Tống Khanh và Dương Thiên Huyễn lần lượt phải tay áo bỏ đi. Trung Ly nhìn hứa thất an một cái, người sau gật gật đầu. Khoảng thời gian này mang ngươi về phủ ở mấy ngày. Trừ khử một ít vận rủi. Trong những ngày kế tiếp, hứa thất an lại tiến vào cuộc sống buồn tẻ tắm hoa đùa ngọc, dạy bảo lâm an, cùng với lén lút lăn giường với phù hương. Vì tăng cường khí cơ, tăng lên tu vi, chăm chỉ không lười, ngẫu nhiên sẽ từ linh bảo quang mang vài phần linh đang dịu dược tráng dương bổ thận đi thăm thánh tử. Thánh tử từ từ tiều tụy. Trong ánh mắt dần dần có thêm một loại cảm ngộ tên là không có ham muốn thế tục, hứa thất an cảm thấy miêu tả chuẩn xác hơn là một giọt cũng không có nữa. Nhân tiện nhắc tới, hứa thất an ở Kinh Thành thuê cho thánh tử một tòa nhà lớn có hai sân, trong đó có hơn 30 vị hồng nhan tri kỷ ở, mỗi ngày lục đục với nhau, cãi nhau ầm ĩ còn muốn thay nhau vắt lấy sinh mệnh lực của thánh tử. Miêu hữu phương thường thường mang theo mặt tan ca ca lệ na đi phủ thánh tử làm khách, say sưa thú vị thời gian đi đến cuối tháng tư lý diệu chân ra ngoài tích lũy công đức trở lại kinh thành mang theo một vò rượu tráng dương đi tìm sư ca ôn chuyện trên mái hiên lý diệu chân nhìn nơi ở sát khí bốn bề vui sướng khi người gặp họa nói sư ca à cuộc sống gần đây không dễ chịu nhỉ nhìn vành mắt đen của ngươi cũng theo kịp tống thanh rồi lý linh tố hừ lạnh một tiếng ngươi cho rằng cuộc sống của hứa ninh yến là dễ dàng Ngươi đừng nhìn hắn cả ngày giả vờ đắc ý, hưởng hết phúc tề nhân, thật ra mâu thuẫn trong gia đình, không thiếu chút nào cả. Sư ca ta tuy đau lưng, nhưng ta bên này đơn giản, ta chỉ cần dỗ tốt mỗi một nữ tử, mưa móc đều dính, các nàng quậy thì quậy, lại không đến mức không khống chế được. Hứa ninh yến bên kia thì thú vị rồi. Đầu tiên là Lâm An Điện Hạ, chật chật, đó là ngôi sao gây chuyện, hôm nay chèn ép giả cơ một phen, ngày mai đâm chọc Vương Phi một chút, Ngày kia lại cùng Hứa Linh Nguyệt đại chiến 300 hiệp, vị công chúa điện hạ này quậy lắm đó. Nhưng trình độ nát bét, ai cũng đấu không lại. Cái sự hăng hái cứ đánh là thua đó, ta nghe xong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.